nay thầy không biết là chúng ta sẽ cùng kinh gì, nhưng mà lúc mà thầy đáp viên thầy lên thầy thấy kinh gì tại là thầy rất là hoan hỷ. Thú thật là thầy trong lòng thầy rất là vui luôn. Và để thầy muốn chia sẻ ngắn thôi về cái nhân duyên của ngài gì tại thì cũng như là trên bàn thờ của mình luôn. Có ngài gì tại không? Thầy không có để ý, nhưng mà tại trong tâm của thầy đó, thầy nghĩ là có. Đó. Nhưng mà hôm bữa có rồi có Phật tử lại thỉnh lúc mà buông chùa đi đó thầy. Dạ. Dạ sao? Thì ở thầy nói cho nó là lướt qua đó. Trong tất cả các bốn đại Bồ Tát lớn á, ví dụ là nếu mà người nào mà đã đi hành hương Phật giáo Trung Quốc thì thường á là ai mà đi hành hương bên đi Trung Quốc thì sẽ tới là bốn ngọn núi Phật giáo rất là đặc biệt. Thứ nhất là Ngũ Đài Sơn, nơi trú xứ của ngài Văn Thù Sư Đệ. Tới Nga Mi Sơn là nơi trú xứ của ngài Phổ Hiền, giỏi lắm, có người nào có đi rồi. Đấy. Một ngày là tượng trưng cho lý, một ngày tượng trưng cho sự, có nghĩa là một ngày tượng trưng cho trí huệ và một ngày tượng trưng cho đại bi. Rồi tới ngọn núi thứ ba là ngọn núi Phổ Đài Đà Sơn, là nơi trú xứ của đóng Đức Quan Âm Bồ Tát. Vọng Nam Nham cần lễ bái Quan Âm Như Lai, độ tập chúng sinh. Vọng Nam Nham cần lễ bái đó là ngài Quan Âm, trú xứ ngài Quan Âm. Nhưng mà người nào bà đã được đi hành hương bốn ngọn núi đó, tới ngọn núi thứ tư, khi mà chiếc xe nó vào cái ngọn núi thứ tư này á, ngọn núi Cửu Hoa Sơn, gọi là Cửu Hoa Sơn, tự nhiên á thầy cảm thấy là hình như người nào tự nhiên lúc đó trên xe bus ha, thầy đi tất cả là 5 lần mà 5 lần đều rất là giống nhau, để tới ngọn núi nào là Phật tử ai cũng hăm hở rồi nói chuyện rồi cười đùa nha ha, trên xe bus rất là vui, rất là hoan hỷ. Nhưng mà khi mà xe bus tự nhiên vào cái ngọn núi của Cửu Hoa Sơn của ngài thánh địa của ngài Địa Tạng, tự nhiên á là từ hòa thượng chư tăng cho đến Phật tử im lặng, không ai nói một câu nào. Thầy không hiểu tại sao nó có một cái sức gì đó nó rất là lạ. Tự nhiên ai cũng phải im lặng hết, mà tự nhiên trong lòng nó có một cái gì đó. Đó là cái cảm của thầy, đó là thánh địa cuối cùng đó là Cửu Hoa Sơn, là nơi thờ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong bốn vị đại Bồ Tát này đó, thì ba vị đó là có đầy tóc, đều là cư sĩ hết. Nếu mà người nào để ý, ngài Văn Thù Sư Lợi mà ngồi trên sư tử vẫn để tóc, ngài Phổ Hiền ngồi trên voi cởi voi cũng để tóc dài, đeo trang sức nào đẹp lắm. Thậm chí đến ngài Quan Thế Âm Bồ Tát cũng để tóc. Hoặc là Việt Nam mình hay là người Hoa còn nói là ngài Quan Âm được kìa, đúng không? Chỉ duy nhất đó, trong bốn đại Bồ Tát chỉ duy nhất là ngài Địa Tạng là cái tướng giống thầy, gọi là quý sư cô thôi, tướng tu hành duy nhất này thì cả. Thành ra thầy á thì nghĩ một ngày mình phải làm sao mình giống như ngài, nhưng mình với ngài còn xa lắm. Thầy là phật vua của ngài, là vị đại bồ tát xuống dưới địa ngục. Nhưng mà hôm nay á chúng ta chỉ tụng có một phẩm thôi, và phẩm này á là nói về cái công hành của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà biết ai thưa hỏi, ai thưa hỏi ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thưa hỏi đàng hoàng. Mà chúng ta cũng biết là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là không có xa lạ gì đối với chúng sinh ở cõi ta bà này, nhất là đối với lại những hàng Phật tử Việt Nam. Nhà nào mà không thờ Quan Âm đâu? Ngài Quan Âm nhiều lắm. Ở trước khi mà chúng ta nói thêm ở trong cái phẩm này, con nói vấn đề niềm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì xin đọc lại thôi cái đoạn đó. Rồi, trang 161. Mình vừa mới tụng xong cái bản kinh này, có thể là có nói về á, như là nếu mà ví dụ là mình muốn có thể ngay trong cái cuộc đời này của mỗi người có
đầy đủ phúc báo từ gia đình, gia đạo yên vui, thân thể mình khỏe mạnh, của cải. Ở đây thì có nói là cái kho thóc là ở trong nhà không hề bị thiếu thốn, có nghĩa là nếu mà nói chiếu với cái thời hiện tại này thì có nghĩa là tài khoản của mình không bao giờ bị cháy, lúc nào cũng có đầy đủ. Mình cà cái càng cái là nó có đầy đủ, ni sư mà cà cái là có sẵn. Cái này là nhân viên á, nhưng mà tự nhiên ở trong đó nó có sẵn. Ở đây là ý muốn nói lần này là trạng thức đặc biệt thôi, thầy muốn chỉ muốn nói và có nói như vậy nè. Cái này là lời của Đức Thế Tôn dạy đó, cho những hạng người như thầy, chúng sinh ở trong đời mạt pháp này nè. Nếu một người nào đó có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát 1000 biến, 1000 biến đây, cái sâu này là một sâu 108 nè, và nếu mà 10 sâu là hơn 1000, 1000 đúng rồi, 1080 biến, mỗi ngày 10 sâu thôi. Nó nói là nếu một người nào đó hiện tại nè, mà mỗi ngày có thể niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát 1000 biến cho đến 1000 ngày, 1000 ngày là bao nhiêu, là 3 năm, 1 năm là 365 ngày, đúng không? Thành ra ví dụ là mình chỉ cho 3 năm đi thì coi như là trên 1000 ngày rồi, thì người đó sẽ được những gì nè? Thôi, người đó sẽ được các vị quỷ thần ở ngay tại chỗ của cái nhà người đó. Nếu mà mình tin là có thổ địa thổ thần này nọ, các vị hộ pháp thần vương này nọ, thì chắc chắn là các vị quỷ thần ngay tại chỗ đó hộ vệ trọn đời người đó. Rồi thì người đó món ăn đồ mặc dữ dật không bao giờ thiếu. Dĩ nhiên đừng có nói là mặc Gucci hay là gì ha, nhưng mà mặc đồ mà nó sáng trọng đàng hoàng được, đúng không? Ý ông nói là rồi không có các thứ bệnh khổ cho đến các sự tai và còn không hề vào nhà cửa, có nghĩa là không bị tai nạn, không bị chết bất đắc kỳ tử. Cái chuyện này không quan trọng. Cuộc sống hiện tại chúng ta dễ chết bất đắc kỳ tử lắm, đúng không? Mình chưa chết nhưng mà tự nhiên mình phải bị chết oan nữa, nó cũng mấy, giống như là cái số của cái thằng bé 19 tuổi. Tại vì sắp tới là ngày Father's Day, ngày ba nó có một cái ước vọng là muốn đi tham quan cái chiếc thuyền Titanic, và đã coi như là liên lạc và đã sắp xếp cả năm trời mua một cái vé đó là 250.000 US. Ba nó rủ nó đi, nó nói nó không đi, nhưng mà rồi ba nó là mày đi vì bố đi, sắp sửa Father's Day nè. Rồi mẹ nó cũng khuyên nó là thôi con đi với bố đi cho nó vui, hai bố con đó. Nó không đi nhưng mà vì Father's Day nó đi. Thế nó đi xong á, tuần sau chúng ta cũng nghe tin tức là cái tàu ngầm đó nó bị nổ và 5 người đó đều chết hết. Rồi thằng bé này nó cũng phải chết theo, hai bố con. Thì đó là cái tin tức này là đang mới, rất mới luôn. Thì chúng ta cũng biết đó là trong cuộc đời này có những cái mà không đáng chết, mình cũng phải chết bất đắc kỳ tử. Đó nếu mà chúng ta hãy niềm danh hiệu của ngài Địa Tạng thì chúng ta không thể mà nói được tất cả những lời đạt của nó. Bây giờ thầy chỉ cần đọc lại cái đoạn đó ha. Nếu một người đó, một người nào mà có thể trong mỗi ngày niềm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát 1000 sâu, 1000 biến là 10 sâu, luôn cho đến 1000 ngày là 3 năm, thì người đó sẽ được chính ngài Địa Tạng Bồ Tát sai các vị quỷ thần hộ pháp hộ vệ người đó trọn đời. Còn người đó món ăn đồ mặc không hề thiếu thốn và không có các thứ bình khổ và cho đến các sự tai họa còn không hề vào đến cửa, huống là nói là đến cái thân người đó. Rồi sau cùng hết mà mới quan trọng là người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đầu thọ khí cho người đó. Đó là cái vấn đề mà được danh hiệu của ngài Địa Tạng nó oai thần lực như thế nào. Thầy thì đối với bản thân thầy thì rất là tin, bởi vì thầy cũng cùng với lại một số cái Phật tử ở Việt Nam làm lễ quy y và phát nguyện thọ trì danh hiệu của ngài Địa Tạng trong 3 năm. Mà nếu cái này thì nó không có khó. Nếu ở đây mà ni sư ở đây cùng với là quý cô đó, lập một cái lễ quy y ngài Địa Tạng rồi cùng phát nguyện đó, thì trong vòng 3 năm xong đó là cái chùa này cũng xong luôn.
nó rất là yên yên ổn ổn. Cái đó là danh hiệu oai thần lực của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ở bên Nhật gọi là Thánh Đức, Thánh Đức Địa Tạng. Cái đức của Ngài Địa Tạng nó rất là lớn. Trước khi mà thầy tạm nghỉ, tại vì hôm nay thì quý ni sư Phật pháp rất là đa đoan, còn phải đi Montreal. Thành ra thầy chia sẻ ngắn ngủi như thế này, nhưng mà trước khi mà mình chấm dứt thì thầy mong cùng với thầy thầy lấy cái hạng của cái sao chuỗi này là 108 biến. Chúng ta sẽ cùng ngồi thẳng lên, và mỗi người niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng ở trong tâm mình, coi như là mình kết duyên với Ngài Địa Tạng. Ngày hôm nay có được không? Cùng với thầy. Nhờ anh đánh chuông cho một tiếng chuông rồi xong á, thầy lấy một cái sâu chuỗi này và ai cũng từ ngay chỗ của mình niệm như vậy: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có không? Cái này chỉ cần là chúng ta tin thôi. Hãy tin cùng với thầy. Có tin nổi không? Tụi con có tin nổi không? Hãy tin nha. Xin mời quý sư luôn. Chúng ta cùng tại chỗ và cùng đến. Ở trong lòng của mình thôi là được rồi. Và thầy lấy cái sâu chuỗi này của thầy làm chuỗi. Chúng ta cứ chuông lại là bắt đầu.